Vân nha. Mọi người thấy hôm nay cảnh đẹp không? Trời nó rất là nắng luôn. Nắng ấm, đẹp tuyệt vời luôn cả nhà. Nên trên đường Vân quay cảnh đường phố cho mọi người xem luôn. Mọi người, Vân đã đến chỗ mua hàng rồi nè mọi người. Cái tiệm này là tên là New China Trading, là bán rất là nhiều thức ăn của châu Á và có cả đồ ăn của Việt Nam mình luôn nha cả nhà. Bây giờ mình thử đi vào xem coi có đông khách và hàng hóa như thế nào nha. Cứ mỗi 2 tuần là Vân đến đây Vân mua đồ đó cả nhà. Đây Vân quay cho mọi người xem, đây là mấy cái tủ rau nè cả nhà. Đó, coi như là đầy đủ, vẫn còn rau nhiều ha, không có hết. Mà cải ngọt rồi rau diếp cá tùm lum hết. Và chắc có thể là Vân sẽ mua rau muống nha mọi người. Nè mọi người thấy không? Chắc là Vân sẽ mua rau muống nha cả nhà nha. Vân mua rau muống về để Vân nấu bún bò. Vân mua rau muống nấu bún bò hoặc là bún riêu, canh bún gì cũng được, là mình xào mình ăn cơm. Nói chung là rau thì cũng còn nhiều, không có tới nỗi mà hết nha cả nhà nha. Mỗi lần Vân tới đây Vân thích lắm, dạo một vòng á hả, thiệt là lâu luôn á.
ở trên đây thì có xả, xả thì mình mua ở gần nhà cũng được. Trên đây là rau gì? Không biết đâu. Rau má. Còn ở đây là rau răm nè, chắc mình lấy gói rau răm luôn. Thích ăn rau răm lắm. Mình rau răm á, mình kho với cá cũng ngon, mà mình cuốn gỏi cuốn hay cái gì cũng ngon nữa cả nhà nha. Mà thèm thèm á thì mình làm gọi là bánh tráng trộn hoặc là cái gì đó cũng ngon nữa. Mà hôm nay rau nhìn đẹp, nhìn tốt nè, đó quá trời ngon luôn. Con sẽ lấy gói rau răm nha cả nhà nha. Con lấy gói rau răm nhìn gói cho nó đẹp đẹp. Rồi bây giờ mình qua quầy khác đó, thì đa phần á Vân tới đây Vân hay mua mấy cái loại này thôi. Ở dưới đây là có ớt nè cả nhà, ớt rồi Vân sẽ lấy bạc hà để nấu canh chua. Mọi người thấy không, có bạc hà nữa. Ở trên đây cũng có lấy bạc hà Vân nấu canh chua. Mẹ chồng Vân cũng thích món canh chua Vân nấu lắm. Vân tìm cái nào cho nó tươi tươi nha cả nhà nha, nó ngon, mình có thể giữ được 1-2 ngày gì cũng được. Đó. Đây bạc hà là 20 pro nè, là tương đương với 2 đô nha cả nhà nha. Ở trên này thì dưới đây là hè nè, thấy không? Ớt thì Vân cũng có ở nhà rồi cho nên Vân không có xài. Vân sẽ lấy giá, ở đây là giá nè cả nhà, giá rồi đu đủ xanh, có tất cả các loại. Vân lấy một bịch giá. Giá của Việt Nam mình nó vẫn ngon, nhưng mà thích hơn. Rồi thấy không, lần mua vậy thôi. Có măng rồi mì các loại, thanh long nữa. Chắc Vân lần này Vân không có cần ăn mấy cái này đâu. Chắc lấy trái ổi hả, chắc lấy trái ổi thử coi, có ổi nữa nè cả nhà, thấy không? Cũng 85 kro này là 8 đô mấy, hơn 1 ký nha cả nhà nha. 1 ký không biết bao nhiêu trái. Nhưng mà thôi, Vân lấy thì trái Vân ăn chơi cho vui thôi. Còn ở trên đây là xoài non nè mọi người. Wow, nhìn thấy ngon quá à. Chắc Vân lấy xoài non đêm nay không ăn ổi đâu. Xoài non chấm chấm mắm đường nha, hoặc là chấm mắm ruốc đi cho bá cháy luôn. Rồi dâu ăn rồi. Không biết cái nào ngon nha. Cũng 4 trái, có trong đây thì nó 3 trái nó to hơn, nhưng mà xoài non thì ăn nhỏ nhỏ thì nó ngon hơn ha. Rồi lấy cái 3 trái đi, nó cũng bằng ký nhau thôi. Đó, rồi cái khuôn này sẽ như đây thôi. Ở bên này là kim chi nè, mấy cái món Hàn Quốc nè mọi người, thấy không? Cũng gạo này nọ này kia vậy đó. Thường Vân cũng không có lấy, Vân nhà Vân có rồi cho nên Vân không có lấy. Giờ mình đi tiếp nha. Còn đây là một cái quầy đông lạnh nè cả nhà ha. Mấy cái món cá, mực này nọ này kia đông lạnh nè. Thì thường Vân cũng không có lấy nhiều. Vân cũng thỉnh thoảng vài lần mua một lần thôi. Có nghêu, cua, ốc bún tay các loại ha. Cá nhưng mà chắc Vân chỉ lấy một cái gói cá có cá kèo nữa cả nhà. Nhưng mà Vân có cá kèo ở nhà rồi cho nên Vân không có mua nữa ha. Chắc kỳ này Vân lấy thêm một cái gói cá. Ui hết rồi mọi người ơi. Trời ơi, hết cái con cá kia rồi, bây giờ làm sao ta?
mình hết rồi, để hỏi cô chủ coi coi còn không. Rồi cá này là cá cá tra đó cả nhà, cá tra Vân hay nấu bún với lại kho cũng ngon nha, mà nó hết rồi, chỗ này nè bây giờ nó hết rồi. Đây là cả nhà, còn đây là hải sản luôn ha, tôm các loại ngon lắm cả nhà, có không, tôm to thì là to luôn. Ừ. Mà tôm Vân mua rồi. Đây là mấy cái đồ đông lạnh. Đúng qua đây coi có cái gì không để con lấy nha. Ở đây có mực này nọ, cua nữa. Đó, mọi người thấy không? Cái hải sản nữa chắc Vân mua mực đi. Có mực rồi, mực ống, thích mực này đi. Cái này lấy cái này xào ra ngon, coi như là cái tủ đông của con nó cũng chất chứa là coi như chập nứt luôn rồi, không biết chỗ đâu mà để nữa. Ở đây là những cái loại bánh bình thường ha cả nhà ha, cũng không có gì đặc sắc lắm. À, nói chung là mấy cái miếng gói há cảo rồi rồi mấy miếng bánh bí gì đó. Đây là há cảo, bánh cam nữa kìa. Ủa hôm nay có bánh cam nữa. Há cảo, chả giò các loại. Thường thường Vân cũng mua một cái hộp bánh bao vậy nè mọi người, đang ăn sáng để ăn cũng tạm thôi chứ cũng không có gọi là. Hôm nay để Vân lấy thêm cái bịch này nữa nha, lười quá thì mua cũng được mọi người. Mà như cái bịch này Vân không biết Vân có ở nhà, hình như cũng có ở nhà rồi nên thôi khỏi mua đi. Thôi chả giò thì mình tự mình làm nó ngon hơn. Mình mua mấy cái gói mì Hàn Quốc đi, giống như là mình bỏ thêm vô cái đủ đồ của mình á, thấy không, các loại mì Hàn Quốc, Việt Nam, Thái này nọ này kia cả nhà ha. Mọi người thấy không, còn đây là tất cả các quầy bột ở cả nhà, rồi bánh tráng này nọ này kia gì đó, bánh tráng Việt Nam. Nói chung nhiều đồ châu Á lắm mọi người, không có sợ bị đói đâu. Bánh tráng gỏi cuốn, đây là bánh tráng gỏi cuốn, còn cái này là bánh tráng chảy giò, cái này gỏi cuốn luôn. Thôi mà vẫn có bánh tráng chảy giò cũng không mua đâu. Còn đây là cái quầy dịch vụ ăn chay nè mọi người, tất cả các loại mì rồi. Còn đây là những cái loại bột làm bánh nè. Vân cũng có mua đầy ở nhà rồi, nhưng mà chia sẻ mọi người xem thôi. Từ nãy tới giờ là có một mình Vân là vô đầu tiên đó, rồi bây giờ có thêm được một hai người khách nữa mọi người. Bây giờ mình đi tiếp nha. Đây là quầy bán cả các loại sốt này nọ. Mọi người thấy không? Bán các loại sốt, chắc con lấy một chai nước mắm Chinsu. Nước mắm Chinsu nè cả nhà. Nước tương các loại. Hôm nay các loại đồ hộp. Con nghĩ là con quay như vậy chắc mọi người nhìn mọi người cũng biết rồi. Mình cũng đi nhanh để mình khỏi có phiền người ta nha cả nhà nha. Đây là tương trao gì các kiểu nha mọi người, đồ hộp các kiểu, mắm ruốc, mắm tôm, rồi cà pháo này nọ, đầy đủ luôn, củ kiệu nữa nha mọi người nha. À, mọi người thấy không, quá trời luôn ha, không thiếu cái gì hết á. Chỉ sợ là không có nhiều tiền để mua hết nổi hết cái đám này luôn. Rồi mấy luôn mấy cái ớt nè, gia vị bún riêu, bò kho các kiểu. Mọi người thấy không? Bây giờ Vân sẽ lấy giấm mắm nêm á, kỳ này như Vân không thấy còn nữa, hết rồi, không thấy mắm nêm luôn á. Không thấy mắm nêm,
Chắc tôi mua hũ mắm tôm, mắm tôm ở nhà cũng có rồi, có mắm ruốc luôn rồi. Cooking sauce. Đây là mấy cái đồ lạnh này, chân gà rồi tùm lum hết á, chân gà, chân vịt rồi mọi người, rồi quay nem bò viên rồi các kiểu nha mọi người. Con có đầy đủ ở nhà rồi, coi như con mỗi lần con đi là con mua, con chỉ bỏ vô thêm để mình có ở nhà mình ăn thôi. Bây giờ muốn mua nữa mà cũng không còn chỗ đâu mà mua luôn á, thiệt luôn. Wow, có lòng nữa kìa mọi người ơi, ngon quá. Nhưng mà thôi chắc không còn chỗ, bây giờ mình tính tiền nha cả nhà nha. Rồi thôi, vì khách cũng có bắt đầu vô rồi mọi người, cho nên Vân làm cho nhanh rồi Vân đi ra chứ không thôi mất công phiền người ta. Thì Vân cho mọi người xem lại một lần nữa nha. Đó, hôm nay cũng không có đông khách lắm như mọi hôm đâu. Nói chung là ở đâu nó cũng vắng hết trơn á, nhưng mà về cái vấn đề đồ đạc này nọ này kia mình không có sợ thiếu thốn, mà mình phải đi mua quá trời là mình dự trữ rồi không có chỗ để, bởi vì mình mua nhiều quá cái đồ ăn nó cũng hư cả nhà. Thế cho nên Vân muốn chia sẻ với mọi người xem cho nó vui, để cho mọi người biết. Chính vì vậy cho nên Vân không có mua nhiều mà Vân chất chứa xe đẩy nữa. Quay cho mọi người xem khung cảnh nè. Hôm nay trời nắng rất là đẹp cả nhà ơi. Bây giờ Vân về nha cả nhà nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Tại vì lần trước thì Vân đã làm một cái video về cái tiệm này rồi. Hôm nay là chỉ giới thiệu sơ cho mọi người thấy được cái khung cảnh, gọi là nó có bị gọi là tan hoang hay không khi mà người ta mua quá nhiều. Nhưng mà mọi người cũng thấy rồi đó, hồi nãy lúc mà Vân vô thì có một mình Vân thôi, vắng tanh luôn. Đó, giờ Vân vào xe, bây giờ Vân chuẩn bị Vân đi. Đó, đây là cái tiệm New China Trading ha mọi người ha. Vân hay thường cứ mỗi 2 tuần và tuần làm sáng là Vân đi mua đồ ăn một lần. Rồi bây giờ Vân tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Thank you very much everyone for watching. Goodbye, have a nice weekend. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha.